Cửa hàng Lụt Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 28 tháng 8. Cửa hàng chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa. Và trong lô ngày hôm nay là đánh dấu ký tự này, cửa hàng chúng em đánh dấu ký tự là lô chữ G nha. G1, G2, G3 cho tới G8 kìa. Tại sao mà em lại ghi cái mã T chữ là như thế để cho anh em thuận tiện khi anh em đặt hàng của bên em. Ví dụ anh em ưng trong một số những con máy sau đây nhưng không biết tên con máy là con gì thì anh chỉ bảo là anh muốn mua con G mấy là được anh em nhé. Đây có ghi tờ giấy ở phán dán lên phần tay cầm này. Đấy. Và bên em thì sẽ không bắt anh em phải cọc cạch gì trước đâu. Anh em mua bán của bên em thì chỉ cần cho em thông tin, địa chỉ này, tên và số điện thoại, em sẽ ship đến tận nhà cho anh em. Ở đâu trong tỉnh thành Việt Nam em đều ship được hết nhá. Đấy. Từ đất mũi Cà Mau hay là ở trên ngả vùng Tây Bắc. Đấy, đều ship được hết anh em nha. Và trong lô này thì có hai con G1 và con G2 là hai con máy bán thanh lý cho anh em. Đấy, thanh lý cho anh em cái giá cực kỳ hữu nghị cho anh em về sử dụng gia đình sử dụng ít nha. Giá thành chỉ trên 1 triệu thôi. Đấy. Đó, và trong lô này thì đa số là toàn là những máy cưa nho nhỏ để cho anh em phục vụ sử dụng gia đình nhá, chứ còn nếu mà sử dụng khai thác to thì không có trong lô này nhá anh em nhá. Rồi đầu tiên là con G1 này, là một con máy cưa tay cụt, tên máy là Kamatsu. Đấy, cưa xích Kamatsu KM2500, con này thì nó là hàng cưa mini. Cho anh em về làm cây cảnh đồ linh tinh này, cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh đấy ạ. Giá thành chỉ có 1.250.000 thôi anh em nhé. Con này thì thanh lý cho anh em đấy ạ. Đấy, lam của nó sẽ dài là 30cm cho anh em. Xích là 22 mắt xích, có hàm đồng găm gỗ đầy đủ, còn núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đấy, 1.250.000 cho con mini này nhá. Anh em là lớn tuổi thì lấy con này về cắt cho nó nhẹ nhàng này. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Và con này ấy, thì nó phù hợp cho anh em cắt những gỗ bằng kính bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi hoặc là bằng phích nước đổ lại nha anh em nhé. Đó, anh em nào ấy mà về sử dụng xài ít, cắt những cành cây nhỏ nhỏ hoặc là làm vườn làm rẫy, cắt tỉa cây cảnh, leo trèo trên cao, cần một chiếc máy cưa xích cầm nắm được một tay, cân nặng khoảng tầm 3kg, rất là nhẹ nhàng thì con này rất là phù hợp nha. Đấy, nổ rất là khỏe nha. Nổ rất là khỏe. Con này thì nó sử dụng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà công suất của nó rất là to nha. Anh em về cắt tỉa cây cảnh thì thoải mái luôn anh em. Đặt phát là đứt ngay nha. Đặt là đứt. Đấy. Còn nếu mà anh em nào thích máy to đây, con này thì để cho anh em khai thác tầm trung nha. Đó, thanh lý luôn con này nha. Con này thì bán thanh lý cho anh em này, giá 1.500.000 thôi. 1.500.000 nha. Con này thì nó công suất nó to hơn cái con G2. Con này thì để cho anh em về cắt hạ gốc cây này, cắt gốc mít, cắt gốc nhãn, cắt gốc xoài, đồ linh tinh anh em nhá. Lam con này sẽ dài 55cm cho anh em luôn. Xích là 34 mắt xích nha anh em nhá. Lỗ bô là lỗ bô 3 cửa xả này, rất là thoáng khí cho anh em. Và đặc biệt con này thì nó sử dụng là chụp giật trợ lực đầy đủ nhá. Con này thì đặc biệt nó sử dụng chụp giật trợ lực này. Đó, 1.500.000 cho con này nhá. Con này thì 1.500.000 này, G2 1.500.000. Sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13, bán thanh lý cho anh em, có thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đó, sử dụng thắng xích khóa xích nha. Đấy, cái thắng xích này đó. À, quay tổng thể cái máy cho anh em, hai con máy bán thanh lý nhá, quay nhanh cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ cho bên em. Hai con này thì bán thanh lý cho anh em nào có nhu cầu sử dụng ít thì lấy hai con này cho em. Xài rất ngon nha, và hai con này đều có chính sách bảo hành 6 tháng cho anh em. Rồi quay nhanh cho anh em nhá. Rồi bây giờ bắt đầu qua những cái con máy mà để cho em giới thiệu đây. Đó. Đầu tiên là con G3. G3 là một con máy cưa hàng nhỏ nhỏ, công suất của Nhật bãi nha anh em nhá. Công suất của hàng này máy Nhật bãi này, máy này là Hitachi. Đó, Hitachi nhá, công suất của con này là 30.1cc nhá anh em nhá. Đây có đầy đủ ở đây này. Đó, anh em nhìn chưa? Giá bán 1.850.000 nhá, còn núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Lam xe dài là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30. Về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại nha. Sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này anh em nhá. Đây cho anh em nhìn này. Đó. Rất là phù hợp. Dòng này là máy tên máy này, thương hiệu Hitachi nha anh em nhé, Hitachi này. Đó, anh em về cắt những gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng phích nước đổ lại thì rất là thoải mái, cân nặng khoảng tầm 4kg nha anh em nhé.
Dòng này thiết kế dạng cho anh em tay dài. Đấy, cho anh em về cầm nắm dễ dàng, hoặc là cắt củi nấu rượu đồ linh tinh. Anh em lớn tuổi đấy, làm con này cho nó nhẹ nhàng nha anh em nhé. Giật phát nổ ngay. Đó, máy móc là máy chuẩn Nhật bãi nên là anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Con này sẽ bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng và dòng này á, anh em đến nó hỏng hóc sửa chữa rất là dễ dàng, phụ tùng lúc nào nó có sẵn cho anh em luôn. Anh em mua bán bởi vì cái dòng này thì nó là dòng hệ đề mới, dòng hệ đề cao. Rồi, G4 là một con máy cưa Nhật bãi tiếp này. Con này thì nó là máy cưa Makita, thương hiệu Makita nha anh em nha. Công suất của con này là 34cc cho anh em luôn. Rất là to, rất là khỏe nha. So với cái máy mà mini nhỏ nhẹ cân nặng khoảng tầm 3-4kg thì công suất 34cc nó sẽ là công suất to nhất rồi anh em nhá. Đấy, anh em không kiếm được máy nào mà tầm 3-4kg mà công suất lớn hơn 34cc đâu anh em. Đấy, máy Makita này sử dụng hai ốc chân lam này, lam của nó sẽ dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Xích sử dụng xích mini. Anh em nào về cắt tre, cắt trước ấy, cắt cây tre cây trước ấy xài xích mini này thì nó cắt rất là ngọt nha. Đấy, còn đúng mơ xăng phụ đầy đủ này, giá bán 2 triệu đồng cho con này. Máy móc liền mạch, không có bể vỡ, nứt nát gì cả. Đó. Xích này thì bán trên thị trường cực kỳ nhiều, hỏng ấy, thay lúc nào có mới. Con này thì phụ tùng nhiều, dễ dàng hỏng hóc sửa chữa rất là dễ dàng. Đến nữa ấy, thì con này ấy, nó sẽ bên em sẽ bảo hành cho em trong vòng 6 tháng sử dụng. G4 giá 2 triệu đồng nhé. Máy là máy thương hiệu Makita. Cái thương hiệu này thì nó khá là nổi tiếng rồi. Anh em nào mà đi giờ đi ra ngoài đường ấy, đấy, những cái dòng mà máy khoan, máy hàn, máy mài, máy cắt đồ linh tinh, cái hãng Makita này nó rất là nổi tiếng. Đó, đúng không? Đấy, hầu như anh em nào cũng biết về cái hãng này rồi. Và độ bền của nó rất là cao. Đó. Bơm xăng cái nha. Đó. Đóng kéo le ra. G4 giá 2 triệu đồng nha anh em nhé. Rồi qua con G5 này. G5 là một con máy cưa xích, cũng là hàng mini nhỏ nhẹ cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Con này là đến từ nhà thương hiệu Tananka. Cái thương hiệu này thì nó khá là đặc trưng rồi. Hầu như lên sóng lô video nào cả chúng em cũng đều có thương hiệu này hết nha anh em nhá. Đó, Made in Japan. Hàng này G5 giá 2 triệu đồng cho con máy này nha anh em nhá. Đó, anh em nào mà am hiểu về dòng máy cưa có lẽ không xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Lam của nó sẽ dài là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Sử dụng là xài xích chung 91. Xích này thì nó dùng chung với những cái dòng máy cưa xích điện nhé, bán trên thị trường bây giờ rất là nhiều. Và xích này thì khá phổ thông nha. Đấy, con này thì công suất là 33cc, về phù hợp cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Có núm xăng phụ này, cân nặng khoảng tầm 4kg nha anh em nhá. Đấy, nhẹ nhàng cho anh em về làm vườn làm rẫy, cầm máy đi gọi là cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh nha anh em nhá. Hoặc là cắt củi nấu rượu đấy, cắt những cành cây, những cái khúc cây bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại. Đường kính khúc gỗ khoảng tầm 20-25cm đổ lại nha anh em nhá. Giật tiết nổ cho anh em nghe qua con G5 này. Nổ rất là nghe rất. Cho anh em đấy. Rồi G6 là một con máy cưa đến từ nhà thương hiệu Echo Curit. Con này là Echo Curit 3300 nha anh em nhá. Công suất 33cc. Chính xác ra là 33,4cc nha anh em, gần là 34cc rồi. Công suất khá là to với cái dòng máy cưa mini. Đó, G6 giá 2 triệu đồng luôn anh em nhá. Có núm xăng phụ đầy đủ này. Đây, đến từ nhà thương hiệu Echo này. Máy móc liền mạch. Đó, sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 nha anh em nhá. Lam sẽ dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35, sử dụng là size xích mini. Xích này thì về cắt cây tre cây trước thì rất là thoải mái nha anh em nha. Nhỏ gọn đây.
Đó, đây này. Công suất là 33,4cc này, cân nặng là máy là 3,4kg. Còn tổng thể cả lam xích vào nữa thì nó tầm khoảng là 4kg nha anh em nhé. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên, máy móc cam kết nguyên zin nguyên bản cho anh em. Anh em về cắt cành tỉa nhánh đồ linh tinh hoặc là làm vườn làm rẫy, cầm đi cắt củ nấu rượu đấy, xài thì rất là thoải mái với con này nha. Đấy. Để cho em giật tiết nổ cho anh em nhà qua luôn con máy này. Rất là đanh luôn anh em nhá. Anh em lấy con này thì về cậu đảm bảo cho anh em là sẽ khỏe cho anh em về sử dụng, nếu mà anh em sử dụng nhu cầu sử dụng gia đình. Đấy, G6 giá 2 triệu đồng nha. Vâng, qua con G7 này là một máy cưa cũng là đến từ nhà hãng Echo tiếp. Nó cùng hãng cùng mẹ đẻ ra với con G6 nha anh em nhá. Nhưng mà con này thì nó là hàng máy to để cho anh em sử dụng khai thác tầm trung. Con này thì công suất là 35cc V3500 nha anh em nha. Giá bán 2.700.000 cho con máy này. Lam của nó sẽ 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35 luôn. Xích là sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Máy móc này made in Japan đầy đủ hết anh em nhé. Cam kết nguyên zin nguyên bản cho hết cho anh nha. Đấy. Con này thì nó là thuộc dạng nòng đứng, sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp vào khóa 13 này. Anh em nào mà đây thích máy xịn này thì làm cho em con này thì đảm bảo cho anh em sử dụng rất là ngon nha anh em nhé. Đó, con này thì nó là để cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp. Ý là anh em về cắt cành tỉa nhánh hoặc là về cắt củ đồ linh tinh, nhưng mà với cái tần suất anh em sử dụng nhiều là một ngày làm 7-8 tiếng liên tục đấy anh em, thì những con máy này thì sẽ đáp ứng đủ nhu cầu cho anh em. Tuy giá thành nó sẽ hơi cao so với những con máy cưa G3, G4, G5, G6, nhưng mà ấy, đặc biệt thì chất lượng của nó sẽ cao hơn cho anh em nhé. Nòng là nòng đứng luôn này, vòng tua sẽ khỏe hơn đó. Đó. Một con máy cưa xích G7 nha anh em nha. Đó, rồi cuối cùng trong lô ngày hôm nay thì lại lên cho anh em một con Estin hàng siêu tầm. Estin hàng siêu tầm nha, con này là Estin MS020. Đây, made in Germany nha, hàng chuẩn của Đức luôn anh em nha. Đấy, thương hiệu Estin và anh em rất là thích cái dòng này đây anh em. Con này thì để cho anh em chuyên sử dụng gia đình chuyên nghiệp hoặc là khai thác tầm trung, giá bán 3.4 nha anh em nha. Máy móc thì bên em thì chuyên tuyển những cái hàng máy đẹp cho anh em rồi. Anh em nhìn qua con này này, trắng phau luôn anh em nhá. Đấy, nhìn vào. Lam của con này sẽ dài là mặt cắt là được đây, được khoảng độ gần 2 gang tay nhá. Gần 2 gang tay phần mặt cắt. Xích thì cửa hàng chúng em đã thay xích mới rồi. Đây là một sợi xích mới nhá. Đấy, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh em. Đó. Máy móc cam kết chuẩn zin đét đẹt. Con này thì công suất là nòng là 40mm, công suất của con này là 36cc và đặc biệt nó sử dụng là lốc hợp kim nhôm nha anh em nha. Đây là lốc hợp kim nhôm luôn chứ không phải là lốc nhựa. Lốc hợp kim nhôm này nó sẽ giúp cho anh em tình trạng ấy, nóng máy lên không có tình trạng khó nổ này. Đấy, và anh em sử dụng tần suất nhiều ngày làm 7-8 tiếng liên tục thì cái lốc này nó sẽ rất là bền, nó chịu nhiệt cho anh em. Đấy. Đây. Bên trong lưới lọc gió này biểu hiện chưa hề có biểu hiện rách rưới gì cả. Anh em về sử dụng và con này thì cân nặng khoảng tầm 5kg nha anh em nhé. Ở giật tiết nổ cho anh em nghe qua. Đấy, nổ tiếng máy rất là rét nha. Dòng Estin thì anh em rồi, khỏi phần bàn đúng không? Anh em nào am hiểu về dòng máy cưa có lẽ là không còn xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Đấy, dòng Estin là hàng bãi của Đức luôn nha anh em nha, chứ không phải là hàng của Trung Quốc đâu anh em. Sử dụng con này thì rất là đảm bảo cho anh em. Máy móc thì tình trạng con này thì anh em đánh giá giúp cửa hàng chúng em là còn bao nhiêu phần trăm nữa. G8 giá 3.4 nha anh em nha. Vâng, và vừa rồi cửa hàng chúng em đã giới thiệu cho anh em là 8 con máy cưa xích. Anh em ưng con nào thì liên hệ cho cửa hàng chúng em và anh muốn mua con G mấy là được anh em nha. Em sẽ đóng hàng gửi đi đến tận nhà cho anh em. Anh em chỉ cần cho em xin thông tin địa chỉ số điện thoại, em sẽ ship tận nhà cho anh em.
Xin chào toàn thể anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nha.